Alo, chào các anh chị ạ. Hôm buổi sáng nay thì em không nói nhiều về vấn đề thị trường mấy, gửi cái video này tới các anh chị giống như là một lời chia sẻ chân tình của một người mà nghiện chứng khoán tới các anh chị. Lý do tại sao em lại làm cái video này là để chia sẻ với anh chị về cái câu chuyện là gọi là lời tự sự của một cái tay mà nghiện chứng khoán. Thường thì em cũng như các anh chị trong một lúc nào đó cũng rất là say với thị trường, không theo dõi bảng điện thì thôi, đi làm một cái việc gì đấy khác đi, thì chúng ta không có cái cảm nhận mà thèm được mua bán. Và đó cũng là tâm trạng của em, tâm trạng của Thắng trong vài phiên gần đây khi mà quay trở lại theo dõi bảng điện, đặc biệt là phiên hôm thứ sáu thị trường tăng lại tới 5 điểm, làm cho bản thân có một cái cảm nhận là rất muốn mua, rất mua vào cổ phiếu. Thường thì khi mà làm một cái thứ việc mà mình vừa đam mê mà cái tính chất của nghề chứng khoán nó lại là nghiện nữa, thì nó luôn làm cho mình có một cái cảm giác là lúc nào cũng muốn sống trong thị trường. Thiếu thị trường, không đưa ra một lệnh mua, một lệnh bán nào thì cảm thấy rất là bứt rứt, khó chịu. Đó là tâm trạng của Thắng. Và cái tâm trạng này cũng xin được dành vài phút buổi sáng hôm nay để chia sẻ với các anh chị. Để nói với các anh chị hiểu hơn ai hết rằng là chính bản thân Thắng cũng giống như các anh chị, luôn có cái sự đấu tranh giằng xé giữa cái việc mà mua vào hay là đứng ngoài. Thì khi mà tâm lý, cái tâm trạng mà luôn luôn muốn giữa chuyện là giao dịch, bởi vì cái giao dịch nó thúc đẩy từ cái câu chuyện là cái đam mê là một, nhưng mà cái thúc đẩy từ câu chuyện là muốn kiếm được lợi ích, nhanh chóng kiếm được lợi ích. Nhưng mà quay ngược lại với lại cái bản chất của một cái đặc điểm của một cái ngành nghề bất kỳ trong kinh tế, thì không có một cái nghề nào mà nó thành công đến một cách nhanh chóng hết, và cũng không có một cái ngành nghề nào mà thành công đạt được là nhờ sự may mắn, mà nó phải là từ cái sự tính toán rất là kỹ. Cái tính đầu tiên mà bản thân em tự kiềm chế mình khi mà thèm được mua được bán ở trên thị trường, đó là cái tính toán đến chuyện là được mất. Tuy vậy em thường hay tính mất trước, giả định mình mua hàng cổ phiếu trong những cái phiên tới nó sẽ xảy ra những chuyện gì và mình được bao nhiêu, tỷ lệ được như khoảng bao nhiêu phần trăm, còn tỷ lệ mất thì được bao nhiêu, và nghĩ nhiều đến tỷ lệ mất. Chính vì cái điều đó nên em quyết định là sẽ ngừng theo đúng kỷ luật của mình, chờ đến khi hết ETF. Bởi vì cũng nhiều cổ phiếu trong phiên thứ 6 bắt đầu cho ra những tín hiệu tích cực. Tuy vậy, không phải vô hình dung mà anh Nguyễn Duy Hưng có đưa một bài nói chuyện về Fed tăng lãi suất trong cái tháng 3 này. Thực ra anh hiểu hơn ai hết dân đầu tư tài chính chuyên nghiệp rất lo lắng, khá là lo lắng về câu chuyện Fed tăng lãi suất, nên sẽ có những cái giao dịch mang tính gọi là phòng thủ nhiều hơn. Đó là thứ mà anh Hưng đọc được và đã có một vài cái chia sẻ trên báo về việc là không quá lo lắng về việc nâng lãi suất tháng 3 của Fed. Điều thứ hai mà muốn nói tới đó là kỳ cơ cấu ETF rất là gần rồi, đúng như dự báo của em và các anh chị, đó là thêm mới 3 cổ phiếu Đất Xanh, Hòa Bình và Faros. Nhưng mà đang ngầm ở đâu đấy, lượng cổ phiếu mà Faros thêm vào nằm ở khoảng tầm trên dưới 5 triệu cổ phiếu. Nếu đúng mỗi kỳ trước thì họ thông báo thêm mới hay là bớt cổ phiếu nào thì công bố số liệu rõ ràng, nhưng kỳ này thì em thấy cái chuyện hơi khác biệt là không thấy công bố chuyện này. Nếu đúng thêm vào 5 triệu trở lên
thì số lượng tiền mà bán các cổ phiếu khác để lấy tiền mua Faros cũng không hề ít. Đó là thứ mà em cân giữa chuyện được mất, mà em quyết định là bản thân và sẽ tư vấn cho một số khách hàng của mình là tiếp tục đứng ngoài quan sát thị trường. Việc quan sát thị trường ở đây không phải là mình bỏ đi một cơ hội, nhìn thấy rất nhiều cơ hội có thể mua vào được, không phải là bỏ đi cơ hội. Chúng ta phải xác định với nhau một tư duy rất là làm rõ với nhau ngay từ đầu, đó là cơ hội thì luôn luôn tồn tại, luôn luôn có, lúc nào cũng có, nó luôn lồng ghép trong các nhịp tăng giảm, không việc gì phải vội. Và bản thân em cũng như các anh chị, khi mà giao dịch ở ngoài thị trường, bỏ luôn đi cái tư duy là mong muốn thị trường giảm để mình mua được giá thấp, không phải đâu các anh chị. Không có, đừng, cái khái niệm cũ đó là khái niệm cũ lắm rồi. Giá thấp, khi mà thị trường đi vào một cái chu kỳ suy giảm sâu, anh chị mua giá thấp bao nhiêu cũng mất tiền. Bản thân em hiểu hơn ai hết chuyện đó. Nên chúng ta chẳng việc gì mà phải cố để mà mua giá thấp. Chúng ta hãy mong thị trường ổn định theo hướng đi lên, giống như các thị trường tài chính phát triển. Có như thế thì chúng ta giao dịch mới kiếm được lợi nhuận, kiếm được cái biên lợi nhuận cao. Đó là vài cái chia sẻ mà buổi sáng thì đang ngồi ở cái khu công viên gần nhà thì có chia sẻ với anh chị trong vòng 5-6 phút để các anh chị có cái nhìn nhận vấn đề mang tính tổng quan hơn. Còn nếu mà đi vào việc phân tích chi tiết cái rổ danh mục cổ phiếu, 50 cổ phiếu hoặc là 100 cổ phiếu có trọng số lớn nhất thì anh chị sẽ nhìn thấy được nhiều điều hơn nữa. Thực tế thì thị trường sẽ không có cái chuyện giảm, chỉ số sẽ không có chuyện giảm sâu. Nhưng trong lòng của thị trường sẽ có những dòng cổ phiếu giảm khá là mạnh. Nó sẽ giống như một cái chu kỳ mà thay trụ, thay cái dòng cổ phiếu, nó luân chuyển, luân phiên nhau giảm rồi tăng, giảm tăng để giữ thị trường, để giữ nhịp thị trường, giữ cho thị trường không tăng mạnh nhưng cũng không giảm mạnh. Vì thế nên em tự tin nói rằng không vội vàng, cứ quan sát, nghỉ ngơi một khoảng thời gian từ giờ tới hết ngày 17 tháng 3, em sẽ có những cái bài chia sẻ để đem đến những cái cơ hội đầu tư mà ít rủi ro hơn cho các anh chị giao dịch ngắn. Còn một vài cổ phiếu mà để cho các anh chị có thể giao dịch dài, mua lâu, nắm lâu thì có thể bắt đầu xem xét gom dần cổ phiếu cổ tích công, gom dần cổ phiếu SHB, gom thêm cổ phiếu Taco, HUT, và bắt đầu có thể quan sát hai ngành, đó là ngành sắt thép và ngành ngân hàng. Bắt đầu có thể quan sát để mua dần những cổ phiếu ngành sắt thép và ngân hàng. Bất động sản anh chị có thể gom vào cổ phiếu Khang Điền, Nam Long. Novaland thì là một nhịp tăng trước em nói quá là tốt rồi. Quá tốt. Cổ phiếu tranh bão rất là tốt. 17 tháng 3 này thì sẽ chốt quyền họp đại hội cổ đông của Bia Sài Gòn. Em nghĩ là Bia Sài Gòn sẽ đi một chu kỳ tốt, tích cực. Nếu được thì khoảng tầm gần 4.000 tỷ thặng dư tài sản của Bia Sài Gòn sẽ được dùng để chia 630 triệu cổ phiếu của Bia Sài Gòn với gần 4.000 tỷ thặng dư tiền lợi nhuận chưa phân phối. Thì theo cách của Vinamilk làm thì Bia Sài Gòn sẽ chia đôi hoặc chia 2:1 để tăng cái vốn chủ lên. Đó là dự báo của em về ngành bia, ngành một trong những cái ngành mà gọi là ngành nào em có thể không định lượng được, chứ còn ngành bia thì em định lượng được.
Bởi vì em thấy xung quanh chúng ta ngày nào cũng uống bia. Dân Sài Gòn thì uống dữ dội. Chào các anh chị ạ. Chúc anh chị một buổi một tuần mới giao dịch nhiều kết quả thành công. Nhớ là like, chia sẻ dùm cho em nhé.